Nam sinh bỗng dưng đâm chị em hàng xóm, nghiện game online, thê mê game online bạo lực, có biểu hiện tâm lý không bình thường, dù trước đó nam sinh này học rất giỏi. Sáng ngày 31 tháng 8, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, vào khoảng 20 giờ ngày 30 tháng 8, trên địa bàn phường Chính Gián xảy ra vụ một thiếu niên 14 tuổi cầm dao đâm hai chị em hàng xóm bị thương. Thiếu niên đó tên là HMT, 14 tuổi, ngụ đường Thái Thị Bui, phường Chính Gián. Còn hai nạn nhân là anh PNN, 28 tuổi và chị gái anh này là PTHN, 35 tuổi, trú tại 164 Thái Thị Bôi. Nói về thiếu niên này, vị lãnh đạo trên cho biết đây là nam sinh đang học lớp 8, ở nhà chơi game nhiều dẫn đến bị ảo giác. Còn theo gia đình nam sinh, T học rất giỏi nhưng mê game online bạo lực. 3 ngày trước khi xảy ra vụ việc, gia đình phát hiện nam sinh này chơi một game bạo lực nên đã xóa game này, cấm không cho T chơi. Đến tối ngày 30 tháng 8, T viết giấy để lại cho gia đình với nội dung đi ra ngoài một chút cho đỡ mệt. Sau đó, T mang theo một con dao và một cái kéo rồi đi ra khỏi nhà. Khi đến trước số nhà 164 Thái Thị Bôi, thiếu niên này liền xông vào dùng dao đâm cả hai chị em anh N bị thương. Nói về nguyên nhân xảy ra vụ việc, công an quận Thanh Khê cho rằng, bước đầu nghi vấn HMT bị nhập tâm game bạo lực nên đã dùng hung khí gây thương tích hai người trên. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!